Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thế Giới Nghiêng. Hôm 6 tháng 8, The New York Times dẫn lời các quan chức Iran cho biết Nga đã bắt đầu chuyển giao thiết bị phòng không và radar tiên tiến cho Iran sau khi các quan chức ở Tehran yêu cầu Điện Kremlin cung cấp vũ khí. Thông tin này được đưa ra khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin về cuộc gặp giữa tân tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Trong cuộc gặp, tân tổng thống Iran cho biết Tehran quyết tâm mở rộng quan hệ với đối tác chiến lược của mình. Ông Pezeskian nói với Sergei Shoigu: Nga là một trong những quốc gia đã sát cánh cùng Iran trong thời kỳ khó khăn. Tổng thống Iran cũng cho rằng hành động tội phạm của Israel ở Gaza và vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Esmail Haniyeh tại Tehran tuần trước là những ví dụ rõ ràng về hành vi vi phạm mọi luật pháp và quy định quốc tế. Nga đã lên án vụ giết hại ông Haniyeh và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế các bước đi có thể đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn. Trước đó, kênh truyền hình quốc phòng Zvezda của Nga cũng đưa tin về cuộc gặp giữa ông Shogun với chuẩn đô đốc Ali Khabak Amadian, một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Mặc dù tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa bình luận công khai về sự leo thang căng thẳng gần đây ở Trung Đông, nhưng các quan chức cấp cao của Nga cho biết, những người đứng đằng sau vụ ám sát ông Hanije đang tìm cách phá hủy mọi hy vọng hòa bình ở Trung Đông và lôi kéo Mỹ vào hành động quân sự. Nga đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ hơn với Iran kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine và tuyên bố đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hợp tác sâu rộng với nước này. Reuters đưa tin vào tháng 2 rằng Iran đã cung cấp cho Nga một số lượng lớn tên lửa đạn đạo đất đối đất mạnh mẽ. Theo Trianovosti, tân tổng thống của Iran Masoud Pezeshkian, người đắc cử vào ngày 7 tháng 7 cho biết Nga là đồng minh chiến lược có giá trị và là láng giềng của Iran. Tehran sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác. Nga là một đồng minh chiến lược có giá trị và là láng giềng của Iran, và chính quyền của tôi sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác giữa chúng ta. Tờ Tehran Times ngày 12 tháng 7 dẫn lời tân Tổng thống nói trong bài báo có tựa đề Thông điệp gửi tới thế giới mới. Bên cạnh đó, Tổng thống Iran nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga đã liên tục hỗ trợ chúng tôi trong thời điểm khó khăn. Chúng tôi đánh giá sâu sắc tình hữu nghị này. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Iran Masoud Pezeskian đã có cuộc điện đàm vào ngày 8 tháng 7. Trong đó, Tổng thống Nga chúc mừng người đồng cấp Iran về chiến thắng trong cuộc bầu cử. Hai bên cũng bày tỏ hài lòng trước mối quan hệ song phương ở mức độ cao, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin rằng, trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Pezeskian đã tuyên bố sẵn sàng ký một thỏa thuận toàn diện với Nga bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS, dự kiến sẽ được tổ chức tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga vào tháng 10 năm 2024. Liên quan đến các cuộc đàm phán của ông Chogu tại Tehran, Mỹ cho biết nước này không kỳ vọng rằng Nga sẽ đóng vai trò tích cực trong việc xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, theo Jerusalem Post, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Kass cho biết, Iran đã quyết định tấn công nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đang có những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel. Lời cảnh báo của Iran đã được Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato chuyển cho Israel. Ông Sijato điện đàm với ông Kass để giải thích rằng, không nhận được lời nhắn này từ quyền ngoại trưởng Iran, Ali Bagheri Kani. Ngoại trưởng Kass nói, Iran đã thông báo với chúng tôi rằng họ có ý định tấn công Israel. Thế giới nên yêu cầu Iran phải trả giá cho bất kỳ hành động khiêu khích nào mà họ thực hiện. Trong cuộc trò chuyện với người đồng cấp Bahrain, Abdulatif bin Rashid Al zayani quyền ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani đã nói về quyết tâm của Tehran trong việc đáp trả vụ ám sát lãnh đạo chính trị của Hamas, Esmail Haniyeh. Israel vẫn chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công Ông Bakari viết trên X, sự im lặng trước những hành động của Israel sẽ gây bất lợi cho sự ổn định trong khu vực. Mỹ cho biết họ tin rằng một cuộc tấn công của Iran có thể diễn ra trong vòng 48 giờ tới. Nhiều người lo ngại Iran có thể phối hợp tấn công với các nhóm chiến binh, bao gồm Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và những nhóm khác ở Syria và Iraq. Trong khi đó, theo tờ The Hill, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris đã có cuộc họp với các quan chức an ninh quốc gia tại phòng tình huống ở Nhà Trắng khi Iran tái khẳng định ý định trừng phạt Israel vì vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas Esmail Haniyeh tại Tehran. Phòng tình huống được xem là nơi tuyệt mật nhất nước Mỹ. Đây được xem là đầu não xử lý gần như tất cả chiến dịch quân sự ngoại giao của mọi nội các Mỹ từ năm 1961 đến nay. Gần đây nhất, cựu Tổng thống Obama cũng có mặt tại phòng tình huống để theo dõi vụ tiêu diệt Osama Bin Laden. Cuộc họp tập trung vào các diễn biến ở Trung Đông và mối lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Mặc dù Israel không thừa nhận vụ tấn công ở Iran, nhưng lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố sẽ trả thù Israel sau so cái chết của thủ lĩnh Hamas. Trước đó, Axios, trích dẫn ba nguồn tin cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken đã nói với các nhà lãnh đạo nhóm G7 rằng, các cuộc tấn công của Iran và nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn có thể xảy ra sớm nhất là vào ngày 5 tháng 8. Cuộc gọi được sắp xếp trong nỗ lực và phút chót nhằm thúc giục Iran và Hezbollah hạn chế các cuộc tấn công để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện, Asius nói thêm. Các thành viên G7 đã liên hệ với Iran để giảm thiểu hành động trả đũa nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực, theo Bloomberg. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran nói với các phóng viên hôm 4 tháng 8 rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này không muốn làm gia tăng căng thẳng, nhưng có quyền trong khuôn khổ luật pháp quốc tế trừng phạt Israel. Tuy nhiên, một số chuyên gia trả lời The rằng Tehran rất có thể không có đủ nguồn lực để lặp lại cuộc tấn công lớn vào Israel hồi tháng 4 và thay vào đó có thể phản ứng thông qua các nhóm vũ trang khác, bao gồm cả Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát biểu tại cuộc họp nội các vào ngày 3 tháng 8 rằng đất nước ông đã ở trong một cuộc chiến tranh nhiều mặt trận. Căng thẳng ở khu vực đã gia tăng đáng kể từ đầu tháng 10 năm ngoái. Khi Hamas bất ngờ tấn công ở miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc khoảng 250 người khác. Cuộc tấn công tiếp theo của Israel ở Gaza đã khiến gần 40.000 người thiệt mạng khi ông Netanyahu cam kết xóa sổ Hamas. Israel cũng đã phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa tới Hezbollah ở Liban trong 10 tháng qua. Trong trường hợp xung đột Israel và Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm leo thang, Nga hoàn toàn có thể gián tiếp tham gia. Theo The Washington Post, Moscow đang thúc đẩy các thỏa thuận để cung cấp cho Iran mẫu máy bay chiến đấu Su-35 cùng hệ thống phòng không S-400 tân tiến của nước này. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel trong thời gian gần đây, The Washington Post chỉ ra rằng việc Tehran sở hữu máy bay chiến đấu Su-35 và hệ thống phòng không S-400 của Nga có thể tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Iran. Động thái này được cho là một phần trong hợp tác quân sự rộng lớn hơn giữa Nga và Iran, bao gồm cả việc cùng sản xuất máy bay không người lái cảm tử và phát hiện vệ tinh của Iran. Theo tờ The Washington Post, việc sở hữu máy bay Su-35 và hệ thống tên lửa S-400 sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Iran trước nguy cơ xảy ra xung đột với Israel, khi Tel Aviv đang chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả cuộc tấn công hôm 13 tháng 4. Việc mua lại hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ giúp Iran tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ hoặc Israel và các cơ sở hạt nhân và quân sự của nước này. Tin tức mới nhất nhấn mạnh rằng một số phiên bản của S-400 được trang bị radar có khả năng đánh bại công nghệ tàng hình, gây ra mối đe dọa đáng kể đối với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 được Mỹ và Israel sử dụng. Hơn nữa, việc triển khai S-400 cùng với các máy bay chiến đấu Su-35 sẽ tạo ra khả năng phòng thủ vững chắc trước các cuộc không kích của Israel. Việc Iran mua máy bay chiến đấu này đã trở thành chủ đề thảo luận kể từ tháng 3 năm 2023, khi truyền thông nhà nước này đưa tin rằng một thỏa thuận đã được hoàn tất để Iran sở hữu máy bay chiến đấu Su-35. Tehran dự kiến sẽ nhận được tối thiểu 24 máy bay phản lực Su-35 mà ban đầu được chỉ định dành cho Ai Cập. Theo tờ The Washington Post, vào tháng 3 năm ngoái, một phái đoàn Iran đã đến thăm Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga và tham quan việc sản xuất các hệ thống phòng không, bao gồm cả S-400 Trium. Vũ khí phòng không tầm xa này có khả năng phát hiện và tiêu diệt máy bay chiến đấu tàng hình như F-35 Lightning đang được quân đội Mỹ và Israel sử dụng. Mặc dù chưa có xác nhận công khai từ Moscow và Tehran về việc bàn giao máy bay Su-35, nhưng đây là mối lo ngại rất lớn đối với Israel. Hợp tác quốc phòng giữa Nga và Iran đang phát triển trên quy mô lớn, không chỉ giới hạn ở việc cung cấp vũ khí. Hai nước còn đang thảo luận về việc cùng chế tạo tên lửa và phóng vệ tinh Iran lên quỹ đảo nhằm tăng cường năng lực không gian của Iran.